Võ xin được kính chào toàn thể các quý vị khán giả thân yêu. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lượt trận cuối cùng trong khuôn khổ của vòng bảng bảng B Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công Cúp năm 2024 khu vực miền Trung. Đấy sẽ là đội hình ra sân của các thủ anh em sông Hàn ở trong trận đấu này. Người sẽ đứng trong khung thành đó chính là Văn Quyền. Các thủ mang áo số 6 Trương Văn Hùng, số 8 Nguyễn Mạnh Cường. Hiệp thi đấu đầu tiên, anh em sông Hàn trong trang phục áo xanh quần xanh sẽ bảo vệ phần sân bên phía cánh tay phải. Còn đây sẽ là đội hình xuất phát của các thủ VOVFC ở trong trận đấu này. Người sẽ đứng trong khung thành đó chính là thủ thành Hồ Viết Bảo Khang. Các thủ mang áo số 7 Đoàn Văn Mạnh, số 10 Nguyễn Thanh Sĩ Sĩ Sancho, số 11 Huỳnh Văn Thành, số 12 Nguyễn Vũ Minh Huy, số 14 đội trưởng Võ Thị Tài và số 19 Huỳnh Tấn Kiệt. Huấn đội trưởng đó chính là Nguyễn Trọng Đức. Và vừa rồi thì tiếng còi của trọng tài Mai Xuân Hùng cũng đã cho phép hiệp thi đấu đầu tiên. Cuộc đối đầu giữa các thủ anh em sông Hàn và các thủ VOVFC cũng đã chính thức được diễn ra. Cơ hội dành cho các thủ anh em sông Hàn, không vào. Quá đáng tiếc dành cho pha xử lý vừa rồi của Việt Hưng. Pha ra trận không thành công của Hưng Hí. Tình huống làm tường tốt và sau đó là tình huống dứt điểm của Việt Hưng. Đánh đâu, không vào. Quá đáng tiếc với tình huống chạm đầu vừa rồi của Trương Văn Hùng. Cơ hội đang được các thủ anh em sông Hàn tạo ra là khá nhiều. Và bài người chính xác của thủ thành Hồ Viết Bảo Khang. Cú dứt điểm vẫn không vào. Vẫn lại là một phản xạ tuyệt vời của Hồ Viết Bảo Khang. Lần này đó là cú dứt điểm ở các chân trái của Việt Hưng Hưng Hí. Mạnh Cường mất bóng nguy hiểm. Đoàn Văn Mạnh. Cơ hội phản công dành cho các thủ VVFC. Lợi thế dành cho các thủ VVFC. Dứt điểm không vào. Quá đáng tiếc dành cho câu trả lời tới từ các thủ VVFC. Đó là đội trưởng Tài Thì, một nỗ lực tuyệt vời của Đoàn Văn Mạnh để có được chuyền dành cho Võ Thị Tài. Tuy nhiên cú ra chân của Võ Thị Tài thì cũng đã đưa bóng đi chệch khung thành của thủ thành Văn Quyền. Tình huống cắt bóng hay của Sĩ Sancho và cơ hội dành cho các thủ VVFC. Dứt điểm không vào. Cú đá bóng hướng về cột hai của Sĩ Sancho. Và đi bóng rất tốc độ của Thanh Sĩ. Tuy nhiên cú chích mũi này của Sĩ Sancho hướng bóng về cột hai. Văn Hùng. Quốc Huy. Atevez. Cái này rất tốt. Là tước. Và đó là 1-0 dành cho các thủ anh em sông Hàn. Cuối cùng thì thế bế tắc của trận đấu cũng đã được khai thông. Sau hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua thì các cầu thủ của anh em sông Hàn đã có bàn thắng để mở tỷ số dành cho trận đấu này. Văn Hùng là cầu thủ đã mở tỷ số dành cho trận đấu của chúng ta. Một tình huống làm tường rất hay của Atevez. Và Văn Hùng cũng đã có được một tình huống dứt điểm rất gọn gàng để đánh bại thủ thành Hồ Viết Bảo Khang. Cú đặt lòng rất xoáy của Trương Văn Hùng. Hồ Viết Bảo Khang đã không thể giành chiến thắng ở trong cú dứt điểm này của Văn Hùng. Chúng ta có thể thấy được khả năng làm tường của Atevez là rất tốt. 1-0 dành cho các thủ anh em sông Hàn. 1-0 dành cho các thủ VVFC. Rất hay, Sĩ Sancho! Không có bàn thắng dành cho các thủ VVFC. Lần này thì Văn Quyền là người đã chiến thắng trong tình huống dứt điểm của Sĩ Sancho. Được chuyền rất hay của Văn Thành. Một tình huống chọc khe quá tốt của Văn Thành dành cho Thành Sĩ. Thành Sĩ cũng đã có một tình huống khống chế bước một tuyệt vời. Văn Quyền. Tất Tú. Tất Tú đã không thể vượt qua được vị trí của các thủ VVFC. Và đây là cơ hội. Vẫn còn. Tuyến 2 không vào. Cú ra trận cuối cùng của Tài Thì. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại nỗ lực này của Minh Huy. Nỗ lực để trả bóng ra tuyến 2 dành cho Võ Thị Tài. Đáng tiếc thì cú đá của Võ Thị Tài cũng chưa thể chiến thắng được với vị trí của thủ thành Văn Quyền. Đó là sự kịch tính của bảng B. Bảng A thì được coi như là một bảng tử đấu tử thần. Và đến những lượt trận cuối cùng. Cơ hội dứt điểm không vào. Pha xử lý rất hay của Sĩ Sancho.
Nhưng một lần nữa thì Văn Quyền lại là người đã giành chiến thắng ở trong tình huống dứt điểm của tài xế này. Tình huống nhà bóng của Đoàn Văn Mạnh, một nhịp ngoặt bóng và sau đó là tình huống dứt điểm ở cái chân trái của Sĩ Sancho. Khả năng xử lý hai chân của Sĩ Sancho cũng là rất tốt và đây sẽ là cơ hội đối mặt dứt điểm. Vẫn không vào, vẫn còn. Và đó là 1-0 dành cho trận đấu của chúng ta. Lần này thì Văn Mạnh đã chiến thắng được với sự xuất sắc của Văn Quyền, mặc dù phải cần tới tình huống dứt điểm thứ hai của mình thì Văn Mạnh mới có thể đưa được bóng vào khung thành của các thủ anh em sông Hàn. Khoảng trống là quá rộng dành cho Văn Mạnh ở trong pha bóng này. Tình dứt điểm đầu tiên thì chưa thể vượt qua được đôi tay của Văn Quyền. Tuy nhiên sau đó thì bóng ói ra. Và cú dứt điểm thứ hai, một tình huống xúc bóng quá tốt của Văn Mạnh, quá bình tĩnh để cân bằng tỷ số dành cho trận đấu này. Rất tinh quái. 3 phút bù giờ. VVV FC ở đầu hiệp thi đấu thứ hai, họ đã thay thủ thành Hồ Viết Bảo Khang. Đánh đâu không vào. Tiếp tục lại là tình huống chạm đầu của Văn Hùng. Và bóng bật rất cao của Văn Hùng. Tuy nhiên thì Văn Hiếu cũng đã có một phản xạ rất nhanh để cứu thua dành cho các thủ VVV FC. Văn Hiếu. Đây sẽ là Sĩ Sancho. Cơ hội dành cho các thủ VVV FC. Và đó là cú đúp dành cho Đoàn Văn Mạnh ở trong trận đấu ngày hôm nay. 2-1 dành cho cao thủ VVV FC. Lần này thì Sĩ Sancho đã không thực hiện một tình huống dứt điểm, mà đó là một tình huống căng ngang tuyệt vời vừa vặn dành cho vị trí của Đoàn Văn Mạnh. Nâng tỷ số lên là 2-1 dành cho cao thủ VVV FC. Một khoảng trống quá rộng dành cho Sĩ Sancho. Lần này thì tình huống căng ngang đã đánh bại được thủ thành Văn Quyền. Quá thoáng với pha bóng này, khi mà Mạnh Cường đã không thể theo kịp với tốc độ của Sĩ Sancho. Thành Sĩ thì quá nhanh, tình huống căng ngang quá vừa vặn. Và với Đoàn Văn Mạnh thì một cái khung thành trống thì chắc chắn không thể bỏ lỡ với tiền đạo bên phía các thủ VVV FC. Và bây giờ thì hệ thống phòng ngự của các thủ VVV cùng với đó là thủ thành Văn Hiếu sẽ phải rất vất vả. Atevez không vào. Một lần nữa thì Văn Hiếu lại chiến thắng ở trong cú dứt điểm của Atevez. Hãy cùng theo dõi lại pha xoay người dứt điểm này, pha xoay người đi bóng. Mạnh Cường. Tiếp tục lại là vị trí của Mạnh Cường, cá ngang. Atevez dứt điểm. Không có bàn thắng dành cho Atevez. Cú đá bóng đi chệch khung thành của thủ thành Văn Hiếu chỉ trong gang tấc mà thôi. Những nhịp nhứ liên tục của Dương Văn Hàn và sau đó Sông Hàn. Bây giờ thì Tiến Vini mới được đưa vào sân. Atevez vẫn đang là Atevez dứt điểm vào. 2-2 dành cho trận đấu của chúng ta. Lần này thì người đội trưởng bên phía các thủ anh em sông Hàn cũng đã ghi được bàn thắng vào lưới của thủ thành Văn Hiếu. 2-2 dành cho trận đấu. Một tình huống cài đè quen thuộc của Atevez và sau đó là tình huống xin nhàn phải. Và cú dứt điểm lần này thì không có cơ hội dành cho thủ thành Văn Hiếu. Tiếp tục lại là Atevez. Chúng ta được theo dõi tình huống cài đè rất tinh quái của Atevez. Lần này đó là một tình huống dứt điểm về góc gần của Dương Văn An. Đây là Văn Tiến. Cá ngang dứt điểm và đó là bàn thắng dành cho cao thủ anh em sông Hàn. Tưởng chừng đó là một tình huống càng ngang quen thuộc của Tiến Vini. Nụ cười rất tươi của Văn Tiến. Tỷ số là 3-2 dành cho các thủ anh em sông Hàn. Cú đá rất căng của Tiến Vini. Ở một góc rất hẹp, tuy nhiên Văn Tiến cũng đã chọn giải pháp đó chính là dứt điểm ngay. Cầu thủ báo lên vào sân và đã có một đường kiến tạo dành cho Tiến Vini ghi bàn. Cú đá ở góc hẹp rất tốt của Văn Tiến. Rất căng. Một cú đá rocket thật sự của Tiến Vinicius. Và 3-2 dành cho cao thủ anh em sông Hàn. Ở góc đá này thì chúng ta có thể quan sát thấy sẽ là Trường Hưng Thế Gia và Hiếu Hoa Qua Cô. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên. Cuộc đối đầu giữa các thủ anh em sông Hàn và các thủ VVV FC cũng đã khép lại với tỷ số là 3-2 nghiêng về các thủ anh em sông Hàn.
Và hai đội bóng sẽ góp mặt ở tại những lượt trận bán kết của bảng B sẽ là các thủ Anh Em Sông Hàn và các thủ VVV FC. Cả hai đội đều có được 9 điểm sau 4 lượt trận của mình ở tại vòng bảng.